Xin chào cả nhà, đây là cây táo tàu của mình đây. Mùa đông á, nó lạnh á, nó rụng hết lá rồi, trụi hết lá rồi. Bây giờ bắt đầu vô mùa xuân, nó lên lá lại nè. Đó, nó lên lá lại nè. Đó, bắt đầu sống lại. Mùa đông nó chết, nó ngủ. À, mình thấy nó rụng lá mình gọi là nó ngủ đó. Là nó chết, nó ngủ á. Giờ mùa xuân nó lú lá lên lại nè ha. Đợi vài bữa nữa cái nó ra bông. Đây. Rồi vài bữa nữa ra bông rồi mình quay tiếp. Xin chào cả nhà. Hôm bữa tháng 4 mình quay cây táo tàu nó mới có lên mầm non để mọc lá ha. Rồi mình nói để khi nào nó ra hoa rồi mình quay. Mà bữa giờ lo đi chơi cho nên quên. Bây giờ bữa nay mình ra mình sẽ cho mọi người coi nó đã ra cái gì nha. Sau khi ra hoa thì nó sẽ ra trái. Để mình cho mọi người coi. Nó ra rất là nhiều trái nha mọi người. Đây, đây mọi người ơi. Hôm bữa nó rất là nhìn không có lá, nó nhỏ lắm. Bữa nay nó lên lá, lên hoa đầy đủ rồi và đã có trái. Rất là nhiều trái luôn. Coi nè, mắt nào là trái đó nha. Nhiều lắm. Đó là nó đã rụng bớt rồi đó. Những cái trái mà không đậu á, những cái trái không đậu là nó màu vàng giống vậy nè. Đó, rụng rồi, mới đụng rụng rồi. Đây nè, đây nè, nó vàng vàng vậy đó, rụng nữa. Đó, còn những trái mà nó xanh, nó bự á, là nó đã đậu rồi. Đó, rất là nhiều luôn, năm nay nhiều lắm. Mình mê cái cây này lắm luôn. Bây giờ mà nói mà dọn nhà đi đâu mà rất là tiếc cái cây này luôn. Nhưng mà vì cây táo chắc ở lại đây, không đi nữa. Thấy không? Những cái trái mà lớn lớn xanh xanh là đậu rồi đó. Còn những cái trái mà vàng vàng là nó sẽ bị rụng. Nhưng mà nhiều lắm, cho dù nó có rụng đi nữa vẫn quẳng còn nhiều nha mọi người. Thấy không? Bữa nay là ngày 17 tháng 7 nha. Ngày 17 tháng 7. Hôm bữa mà tháng 4 mình quay là mùa xuân nó mới có lú lá. Bây giờ là tháng 7 là 3 tháng. Phải không ta? Rồi, 4, 5, 6, 7 đúng rồi, 3 tháng. Đây nè, mấy trái này bự nè. Đó. Năm nay xào ăn hết. Rất là ngon luôn, mình thích ăn mà nó vừa già tới, không cần chín, chín nó bị mềm, già tới là ăn nó giòn, ngon lắm. Ngọt. Nhiều lắm luôn. Đây nè. Đó. Khoảng giữa tháng 8 tới đầu tháng 9 là mình ăn từ từ được rồi đó. Năm ngoái là mình ăn là tháng 9 á. Đó, mấy trái lớn này mình chín trước, ăn trước nè. Đó. Đẹp chưa? Trái quá trời trái luôn. Mình dọn về đây 2018 là mình năm sau mình mới trồng nó, là mình làm 2019 là 3 năm thôi nha. Cây này mới có 3 năm thôi. Mình mua nó có một nhánh. Coi nè, trái nè. Lúc mà mình mua, mình order trên mạng, nó về nó có cái nhánh vậy nè. Nhánh này nhỏ không bự gì đâu, nhánh nó còn gì nè. Không có lá, không có gì hết trơn á. Giống như cây củi khô vậy đó. Mình nói rồi, vậy là mất hết 95 đồng rồi. Nhưng mà trồng xuống một cái, bỏ phân, tưới nước một cái, nó lú lên mầm. Coi nè, quá trời trái luôn. À, nhánh này nè. Trời, nó cao quá, quay tới. Nhưng lại đó, trái quá trời trái luôn. Mọi người có thích không? Mình rất là thích cây táo tàu. Người ta nói ăn không hết á, khi đem đi sấy phơi khô á, để dành nấu chè, nấu nước là uống. Nhưng mà mình chưa có cơ hội là ăn không hết để sấy phơi khô.
mình ra bao nhiêu là mình ăn hết bao nhiêu. Năm nay không biết có dư để sấy phơi khô không hay là không đủ cho mình ăn nha. Là mình rất là thích ăn. Anh Lucky Man cũng rất là thích ăn. Rồi. Bây giờ mình sẽ qua cái cây nhỏ nha, cái cây mà mua cùng với nó mà bị gãy. Còn đây là cái cây táo Tàu mà mình mua ở trên phố Tàu. Phố của người Tàu á, người Hoa á, người ta bán. Mình mua cùng một năm với nó luôn, cùng năm với cái cây kia luôn, cây kia mua trên mạng, cây này mua mắc hơn 2 đồng, 3 đồng á, 98 đồng. Cái ảnh ve xe bị đụng vô nó gãy. À, nó gãy. Nó gãy còn ở góc không? Nó gãy. Cái tưởng nó chết rồi mà không ngờ nó lên lại. Đó. Cho nên cái cây nó bị thua cây kia tại vì nó gãy sát gốc. Nhưng mà năm nay cũng thấy được vài trái đó. Đây nè. Năm nay cũng được vài trái nè. Cho nên mình không có biết cái loại này, cây này nó loại nào nha, tại vì táo Tàu nó rất là nhiều loại. Cái cây mà cái cây bự ngoài kia của mình đó là hình như là Sugar Apple á, là rất là ngọt. Trái bự thịt nhiều lắm. Còn có cái loại dài ốm ốm nữa, đủ loại hết. Là mình biết cái cây kia của mình là ngọt ngon rồi, là cái tên của nó là Sugar Apple. Còn cây này mình chưa có ăn được cho nên mình chưa có biết. Không, lúc mà mua người ta bỏ cái tờ giấy mà nó mất giấy rồi không có nhớ nè. Để nó ra được mà. Mấy trái này mà đậu á, khi nó chín mình ăn thử. Còn nè, cái nhánh nhỏ xíu nó mọc dưới đất lên nè. Mày cũng có vài trái trong đây nè. Thấy cưng không? Cưng không? Đó, trái đó. Là đó, cái gốc chánh của nó là như vậy nè. À, anh ve xe nó gãy cái nó lú lên này, nó mọc lên. Xem nhìn lú thì mấy cái nhánh nó mọc lên. Thôi dù sao nó cũng sống, không bằng. Khoe táo Tàu xong rồi, bây giờ sẵn đây mình cũng khoe với cả nhà cây đầu lông của mình luôn. Năm ngoái á, mình ăn không có kịp á, mình hái đi làm trà đào mà nó hơi bị mềm tại vì nó chín quá, cho nên làm thì nó ngọt. Ăn cũng được nhưng mà nó không có ngon bằng giòn. Rút kinh nghiệm của lần năm rồi, năm nay mình sẽ đợi cho nó vừa chín tới thôi là mình hái vô mình làm trà đào ha, để cho nó giòn ngon. Quá trời trái đây nè, nhiều lắm. Hồi bữa mà lúc nó mới lên trái á, không thấy lá luôn, toàn là trái không. Nhưng mà một phần nó không đậu cho nên nó rụng, còn những cái còn lại bây giờ là đậu nè. Quá trời. Này là đào lông nha, nó có lông. Đó. Đó. Quá trời không? Cái bịch lông não của anh Lucky Man cột lên đó để cho mấy con sóc nó nghe mùi, nó sợ nó không tới. Chứ nó tới nó phá hết. Nó gặm nó dục hết. Và mình không có trái nào mình ăn luôn á. Coi nè, coi nè, coi nè, trái nè. Quá trời trái không? Trái nè, trái nè. Trời ơi, dơ lắm, sao ăn phải rửa. Đem xuống cái này. Cái trên nè, trên nè. Đây hả? Trên này nè, nó già, nó bự thôi. Bự nhưng mà em thấy cái nó không có màu hồng. Đỏ mà không hồng gì nữa. Úi dồi. Đẹp quá hả? Nó chưa rửa nha cho nên chắc em coi thử em. Chưa rửa em với ăn vỏ ngọt không? Ăn được rồi thì nó chua chua ngọt ngọt. Bây giờ mình ăn từ từ đi chứ mình đợi mà nó chín mình ăn không kịp đâu. Nó sẽ trời mềm ơi. Hết trời ơi, nó quẳng cái cây xuống nè, tội nghiệp không. Mà nó rụng lắm rồi đó chứ nó không lại nó nhiều nữa, tội nghiệp không. Tội nghiệp cái cây không, nó quăng xuống. Cái này là không có xịt thuốc đâu nha. Nhưng mà mình cũng dị ứng sao mình không ngăn vỏ khi mình chưa rửa. Sao đó nhà mình trồng mà sao đó. Lỡ cái con gì nó đậu ở đây sao? Sao nó ăn nó còn béo nữa. Nè. Còn ha. Ngon. Rất là ngon. Cắn cái đẩy cái răng ra trống luôn ha. Thôi lỡ khoe rồi, thôi giờ khoe luôn đi. Còn cái cây này cây này là gì, cây lê hả anh? Lê Mỹ. Lê Mỹ
là Mỹ nha. Nhiều lắm mà nó rụng hết trơn rồi, nó không có đậu á. Cái con sóc nó cũng phá đó. Mình kiếm trái nào mình ăn thử coi. Cái trái này thì mình gió ăn vỏ nè, tại cái trái nó láng. Nó nhìn nó cũng sạch sạch, nó mới mưa hôm qua nó cũng sạch. Còn cái trái đầu lông hồi nãy nó lông quá. Nó lông quá mình sợ dơ mà không dám ăn. Để kiếm trái nào to to. Ôi trái này nè. Cái này to nè. Đó, đó. Thử nha. Cứng kìa. Trời ơi, ngon. Trời ơi nó ngon dữ thật luôn. Cái này ngon hơn kia, kia hơi chua. Cái này nó chua chua ngọt ngọt. Rất là ngon luôn. Cục muối cắn đôi, cục đường. Cái gì cục muối, cục đường cắn đôi. Cục muối cũng cắn đôi. Em chưa cho anh nữa đó, ăn đi, ăn thử đi. Cục muối cắn làm trái làm đôi, cục đường ăn hết. Rồi mà cái này cục đường cho anh luôn. Ngon ha. Ngon. Nó chua chua ngọt ngon phải không? Thấy không? Cục muối cắn đôi, cục đường em cũng nhường cho anh nữa. Cái luôn. Cái kế màu màu trắng, cái này màu rau. Hơi nó hơi tím tím mà. Ừ. Cái kế anh nói cái kế à? Cái kế hả? Ôi trong đó bụi nó không dám vô quay đâu. Để anh thấy cho. Trời ngon thiệt, hai giờ ăn được rồi. Để được nữa. Hả? Để nó ăn không kịp á. Trời ngon quá, được coi. Trời ơi, nó giòn như ổi luôn á. Ừ. Quá ngon. Đi hai nữa đi, hai ăn thử nữa đi. Định á là khoe cái táo tàu thôi mà lỡ khoe rồi, lỡ khoe củ thì khoe luôn nha. Có nhiều củ khoe hết. Đây, cây hồng. Hy vọng năm nay đậu, ba mấy năm rồi, 3 năm rồi. Nó có trái là bị mấy con sóc cắn rụng hết nè, rụng cái đất nè, bạc hà. Ô, rụng cái đất rồi thấy không? Nè bây giờ còn nè, còn trái nè. Đây là cây hồng giòn nha cả nhà. Đó, hồng giòn á. Còn đây là biết cái gì đi không? Cái này là apple. Là táo á, là táo là gì, là bom á, cái bom á. Hãy ăn thử không ta? Lỡ rồi ăn luôn chưa? Đây. Cái loại này là cái loại khi mà nó già là nó sẽ tím tím nha. Ồ, trộn luôn rồi. Này cũng sạch nè. Nó bóng quá, nó sạch đó. Ăn luôn. Trời ơi, giòn. Ngon quá. Ngon ghê. Ra chi cho anh Lucky Man ăn. Cục muối cắn đôi mà, cục đường đâu ăn hết được. Trời, ép bồ non hả? Ừ mà ngon lắm, đi ăn được rồi, cục muối cắn đôi, cục đường em đâu nữa ăn hết. Ngon ha. Không chua, nó ngọt. Chua ngọt. Ngon hả? Ép bồ đỏ hả? Nó chưa chín. Cái này nó chín là màu đỏ ra. Còn màu xanh nữa, ăn thử ăn. Còn kèm màu xanh nữa. Em hái đi làm. Ok, ăn hết đi. Ngon không? Ngon ha. Đây. Đây là cây apple màu xanh nha. Cái loại này là chua lắm. Nè. Nè. Màu xanh. Cái này là to lắm á. To bằng cái chén luôn á. Mà tại vì nhà mình trồng mình chắc mình không có tưới phân gì cho nên nó nhỏ vậy nè. Thôi hái ăn thử luôn. Hái luôn nha. Trái này thì nó chua hơn nhưng mà cũng rất là ngon, giòn. Trái kia thì nó có vị ngọt một tí, cái này là chua. Ngon quá. Một tháng nữa mình sẽ giải trái muối ớt. Mình đi ra ngoài, mình hái ăn. Cây này là cây ăn. Cây lâm là cây mận Mỹ á. Mà thất bại rồi. Trái hồi xưa nhiều lắm mà không biết sao nó rụng hết trơn. Nè, nó rụng nè. Đó. Trái màu tím gì nè. Ăn cũng ngon, chua chua ngọt ngọt. Còn vài trái nè, mà không biết. Không biết mình có cơ hội ăn nó không hay là nó sẽ bị rụng nữa. Mình không hiểu tại sao.
lúc mà nó ra nó rất là nhiều trái. Còn có trái luôn. Còn đây là cây lá dứa. Và đây là cái cốc. Và bữa đi Florida chơi về, ảnh mua hai cây này mang về nè. Mới bỏ vô cái chậu lớn này để mùa đông bê vô nhà. Đây bụi lá lốt. Lá lốt của mình năm ngoái mà mình hái cuốn thịt bò nướng quay cho cả nhà xem đó. Bự lắm. Mình đem mình gửi ông cậu. Ông có cái nhà để mùa đông bỏ cây vô tổng tưới. Mà năm rồi ông không có tưới được, ông bị bệnh. Cho nên cái cây của mình gửi gì đó bị chết rồi. Cho nên mới đi khỏi ra nè, anh mua lại cây khác. Cốc. Mình không có thích ăn trái cốc đâu nha. Nhưng mà mình thích mua cây cốc là lý do tại sao cả nhà biết không? Là lý do mình muốn ăn lá cốc. Đó, mỗi lần mình ăn cái gì mà cuốn cuốn á, cuốn cá, cuốn thịt, nói chung là cái gì mà cuốn bánh tráng á, là mình muốn cuốn vài cái lá cốc vô. Ăn rất là ngon. Ai có muốn thì thử đi, ngon lắm. Nó thơm. Chứ mình không thích ăn trái cốc đâu nha. Không phải là mình trồng này để mình ăn trái đâu nha. Biết chừng nào nó có trái, mình bê vô nhà mà. Hồi lúc mình mới dọn về đây nè, ở bên Florida, nhà mình ở bên đó mình có hai bụi, mình khiêng về tới đây luôn á. Về tới đây mới có tháng 11 à. Mình thấy chưa có lạnh lắm, chưa mở hết. Vậy mà để trong nhà vậy mà nó rụng lá, từ từ nó chết mất tiêu á. Vậy năm nay phải quý nó nè, cưng nó nè. Chỉ ăn lá thôi, lá nó thơm lắm, cuốn bánh tráng ngon. Thôi. Cà tím. Thôi bữa nay mình chia sẻ với cả nhà vậy thôi nhé. Đợi tới khoảng tháng 8, giữa tháng 8 đi, trái táo tàu của mình nó già, nó chín, mình ăn được á. Mình sẽ quay cho cả nhà coi tiếp nha. Xin chào cả nhà. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi kênh của anh Lucky Man. Nếu mà thích thì nhớ bấm like, chia sẻ cho bạn bè hoặc người thân. Cảm ơn mọi người. Bye.